bây giờ theo hai bạn này đi mò cua bắt ốc nhá. Xin chào các bạn, bây giờ là theo hai bạn này đi mò cua bắt ốc ở trên biển này. Đây là bạn Mr. Bean. Vâng, xin chào các bạn, đây là bạn Mr. Bean. Vâng, còn đây là bạn Mr. Khoai. Vâng, bạn Mr. Bean cộng bạn Mr. Khoai thì thành Khoai Bean. Vâng, các bạn đang chạy trên bãi biển và các bạn chưa thể bắt được một con cá nào cả. Vâng, đấy. 6 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 5 mà các bạn đang đi bắt cá tại bờ biển Nghĩa Hưng, khu sinh thái Nghĩa Hưng Nam Định. Và khu sinh thái này thì còn vô cùng nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất để du lịch, nhưng mà đây là một trải nghiệm hết sức tuyệt vời nếu như chúng ta về đây để ngắm cái hoang sơ của một khu vực bãi biển. Chỗ này thì nếu như chúng ta tắm thì cũng rất là đẹp luôn, bởi vì cái bãi này nó tương đối là dàn và dài. Có khoảng gần 2 km bãi dài. Còn khu vực phía trên xa đằng kia thì cũng có một bãi rất là dài ở trên khu vực đó. Nhưng mà trên đấy thì lại thiếu nhà hàng, chưa có nhiều nhà hàng như ở dưới này. Dưới này thì cả một hệ thống người ta bán hàng để phục vụ cho những người tắm biển. Tắm xong thì lên tráng người, ăn và uống nước đều vô tư cả. Ăn uống liên hoan, tổ chức sự kiện. Lớp mình năm ngoái tổ chức 20 năm ngày ra trường, cũng ra ngoài đây tổ chức thuê bạt rạp để tổ chức sự kiện, khá là vui luôn. Còn đây là bạn Hồng Thối, xin chào các bạn. Ở đây là hiện tại là không ai người ta bắn kính. Đây có một con cá tiếp. Vâng, đây có một con cá. Một con cá đù. Đây chính là một chú cá. Đây là con cá đù vây vàng. Con cá đù vây vàng bị sóng đánh vào bờ và bị chết. Đấy, mang chiến tích là nhặt được một con cá đù vây vàng đấy. Ồ, đây là con, đây là con, đây là con trông rất giống con ngao con. Sóng nó đánh vào. Đây có hai con còn sống này các bạn này. Đây là hai con hai con kiểu con ngao còn sống này, con ngao nhỏ này. Đây. Đây, hai con ngao nhỏ còn sống này. Ui. Bin ơi. Này, có hai con ngao con nhỏ còn sống này. Hai con ngao nhỏ còn sống này. Hai con ngao nhỏ còn sống này.